Long Côn Đồ đúng không? Mày tính làm gì đấy? Không suy nghĩ đâu. Không hiểu à? Thôi bỏ đi. Mày là người nước ngoài à? Bím quá. Đang muốn gánh rác rối hả? Không được. Cấm người Trung Quốc. Thằng ngu này. Nó muốn chết à? Này, có chuyện gì hả? Rồi, cấp được rồi, cấp rồi, cấp đây.